Hello, anh Đờn ghi tên. Nghe nói là anh định tìm tới nhà em hả? Mà anh tìm tới nhà em chi vậy hả? Anh Đờn ghi tên. Trời ơi, cái gì vậy trời? Cái gì mà tìm tới nhà tôi vậy? Nghe nói là mới ngạn quan kia gì đi xuống thăm cái bà hoa hậu bảy màu đó. Rồi bà không phải gu anh hả? Bà xanh lè xanh lét hả? Bà coi như là bệnh hoạn rồi, anh không có chịu bà hay sao? Sao kỳ vậy? Sao đi xuống dưới rồi còn bày đặt tìm tới nhà em chi vậy trời? Mà em nói cho anh Đờn ghi tên nghe nè. Nhìn em á, điện nước đầy đủ như vậy nè, ngon ăn như vậy, nhưng mà em chỉ có chưng với cúng thôi anh ơi. Nhìn như vậy thôi chứ chỉ có chưng với cúng, không có làm ăn được cái gì hết trơn á. Trời ơi là trời, em đâu phải gái thiệt đâu mà anh tìm tới nhà em chi vậy? Anh Đờn ghi teo. Em nhìn như vậy thôi, mặc dù là em đẹp hơn cái chị hoa hậu bảy màu đó, nhưng mà rất là tiếc đó là em không phải là gái thiệt anh ơi. Cho nên trời ơi, tìm tới nhà em chi vậy? Đừng có như tìm tới nhà em bây giờ á, giống như kiểu cái bà hoa hậu bảy màu đó đúng không? Mặc dù là bà xanh lè xanh lét, bà bị bệnh á, nhưng mà dù sao đi nữa thì bà cũng là gái thiệt anh ơi, còn em không phải gái thiệt. Cho nên á, mặc dù em đẹp hơn bà nhiều, em điện nước đầy đủ hơn, nhưng mà em chỉ có chưng với cúng thôi chứ không có ăn được, không có làm ăn được gì hết trơn á. Cho nên là đừng có tìm em sợ lắm nha, em sợ lắm nha. Với lại á, tìm tới nhà tôi làm chi vậy trời, tôi ở có một mình hà, tôi sợ lắm, tôi sợ những cái người mà có cái tiền án mà hấp hấp ấy đâu đó, tôi sợ lắm nha anh ơi. Nói nghe nè, cái miệng của anh nó, cái hàm răng của anh nó vàng dữ lắm, anh đừng có cạp em nha, em sợ lắm nha anh Đờn ghi teo. Trời ơi, anh cạp em chắc em ám ảnh cả đời luôn đó nha em. Mà anh, mà anh cạp em là chắc là em sẽ bị trầm cảm đó, tại vì em không có vượt qua được cái sự mà ám ảnh đó nha. Cho nên đừng có tìm, ví dụ như anh muốn gặp em phải không, thì bây giờ mình hẹn nhau ở đâu đi, mình hẹn ở quán cà phê rồi hay gì đi. Trời ơi, chứ tự dưng là tìm tới nhà ghi của người ta làm chi, trong khi em ở một mình em rất là sợ đó anh, em rất là sợ đó, đặc biệt em rất là sợ cái hàm răng vàng của anh đó. Trời ơi, anh đừng có cạp em nha, em sợ lắm. Mà thêm nữa, nó nghe nè, anh có tiêm ấy chưa, anh có tiêm ngừa rồi chưa hả? Chứ anh mà chưa có tiêm ngừa em sợ lắm nha anh. Rất là nhiều cái sự mà lo ngại cho bản thân em đó. Cho nên nó là trời ơi, cái gì vậy trời, ngày hôm qua hôm kia gì đó đi xuống thăm cái bà bảy màu đó đó, rồi sao vợ, rồi thấy bà không có đẹp bằng em hay sao mà tự dưng rồi rồi sau khi đi 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 thăm về rồi thấy cái mặt mập của bà ở bên ngoài, rồi anh thất vọng đúng không, anh thất vọng đúng không, anh bị sụp đổ đúng không? Cho nên là tự dưng về cái lên lên video đó, đòi tìm tới nhà em, tìm tới nhà em để làm gì? Trời ơi, mặc dù em biết á, em là một cái người có một cái vẻ đẹp coi như là vẻ đẹp khó cưỡng đó anh ha, vẻ đẹp khó cưỡng, và khi mà ai mà thấy em nó đều không có thể cưỡng lại với cái sắc đẹp mà chim sa cá lặng của em nè. Nhưng mà những cái gì mà nó đẹp á, nó lộng lẫy đó, thì chỉ có để chưng với cúng thôi. Rất là tiếc, rất là tiếc, em cũng tiếc lắm anh, em cũng tiếc lắm, nhưng mà em không có thể giúp được anh nha, em không có thể giúp được anh nha anh Đờn đi teo cho anh đừng có tìm em. Tìm tới nhà ghiêng đâu để làm gì vậy trời, tìm định định ấy ha, định 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 làm gì, định hắt tôi hay gì đó cha nội, không có được. Mình không có phải gu của nhau cho nên là cái gì vậy trời, cha nội này kỳ ghê luôn á, cái gì vậy má, không có được, không có được nha. Cho nên á, anh muốn gì anh hẹn ở ngoài quán cà phê rồi đi, anh hẹn ở đâu đi, tự dưng người tìm tới đầu, tìm tới nhà Duy Chí Cảnh, tìm tới nhà Duy Chí Cảnh để làm gì vậy trời, lạ lùng ghê luôn á. Mà nếu như mà anh muốn tìm tới nhà riêng đó thì thì anh tới cái chỗ mà cái bà hoa hậu bảy màu đó, bà công bố đó anh, 51 Cao Thắng đó, hẻm 51 Cao Thắng đó. Còn không anh tới 28/5 Cách Mạng Tháng 8 gặp em. Trời ơi, mẹ của em á, đọc địa chỉ rõ ràng luôn đó, 28/5 Cách Mạng Tháng 8, anh tới đi. Anh nhiều khi có đi mà không có về đó nha anh, nha anh đi teo nha đó. Cho nên là cái gì mà lên bày đặt cái hả, tìm tới nhà chí cảnh đồ, tìm tới nhà tôi làm chi vậy má? Trời ơi là trời, cái hàm răng của cha thì nói nghe nằm, ví dụ như răng vàng quá đó, mua kem đánh răng ủng hộ em, mua kem đánh răng Red siêu trắng 270.000, rất là trắng. Anh thấy hàm răng của em không nè, nó trắng, mà răng của em là răng thật không phải là răng sứ, răng thật mà nó trắng cỡ này nè. Ngày xưa đó nha, cái răng của em á, nó cũng đen cũng cỡ anh vậy đó, nó cũng vàng khè y chang anh luôn á, nhưng mà nhờ em sử dụng kem đánh răng Red siêu trắng á, mà bây giờ cái răng của em nó trắng nè, nó trắng mà nó thơm, mà trời ơi, nó đẹp dữ lắm anh ơi ha. Em cười lên một cái là đẹp rạng người mà không chói nắng luôn đó anh nha. Cho nên là
Cái miệng của anh thì nói chung là nó bị vàng như vậy và gan của anh cũng vàng, cho nên khi mà anh cạp ai đó đó thì người ta sẽ bị ám ảnh đó, người ta sẽ bị ám ảnh đó, cho nên là trước khi mà anh muốn cạp ai đó thì anh hãy nên sử dụng kem đánh răng siêu trắng đi, để cho cái hàm răng mình nó trắng nó thơm, thì như vậy thì mình cũng ghi điểm được rồi đúng không mọi người. Ví dụ như bây giờ cái mặt của mọi người không có được đẹp đi, nhưng mà ví dụ như cái hàm răng đẹp trắng tươi đi thì mọi người cười ra thì ít nhất mình cũng ghi được vài điểm đúng không mọi người. Còn bây giờ cái mặt đã không được đẹp rồi, cái mặt đã không được đẹp rồi mà cái hàm răng nó lại vàng khè như vậy nữa thì sao mà được anh. Cho nên là anh ơi, anh khỏi có tìm em vậy trơn á, em đâu phải là gái thiệt đâu mà tìm em để làm cái gì. Sao hôm bữa nghe nói là xuống dưới kiếm cái bà hoa hậu bảy màu là tôi mừng thầm rồi, tôi mừng thầm đó, tôi mừng thầm đó, tại vì tôi thấy giống như kiểu 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 hai người đẳng cấp cao quá đó, ai cũng tỏ vẻ là mình là người có trình độ có tri thức, ai cũng tỏ vẻ là mình là người nhà phân tích rồi đó anh, thì hai người khá là hợp nhau đó, mình chơi chung với nhau đi, mình làm kết thân rồi đi, chứ em với anh là hai người có hai cái đẳng cấp khác nhau, hai người có hai cái trình độ khác nhau, đặc biệt em và anh là hai cái người với hai cái chuyến tiến khác nhau, thì anh tìm em làm cái gì? Anh tìm em làm cái gì? Không có đủ tư cách để nói chuyện với em anh ơi. Em không có thích nói chuyện với những cái người mà không có cùng đẳng cấp, không có cùng cái chuyến tuyến với mình, thì gặp nhau để làm gì? Hay là anh tính làm gì em nè? Hay là anh thấy em lên clip đó rồi em quá đẹp đúng không? Rồi anh ngày đêm trộm nhớ em hả? À hay là anh yêu đơn phương em? Anh yêu đơn phương em đúng không? Cho nên anh muốn tìm tới nhà để mà cua em đúng không? Muốn chinh phục em đúng không? Sao anh giống cái bà tiên bán chuối chiên quá vậy? Bà tiên bán chuối chiên cũng yêu đơn phương đó mà cuối cùng có được đâu, thì anh cũng y chang như cái bà tiên đó đó. Hay là anh liên hệ với bà tiên đi, hai người đó, hai người mà có cái sự đơn phương đó trùng với nhau đó, coi như là hợp nhau đó, thử liên hệ bà tiên coi. Hay là cái bà mà chỉ đại xăm chỗ rồi đó, những cái người đó đó sao không liên hệ đi trời, gái thiệt biết bao nhiêu người không liên hệ, tự nhiên có liên hệ tới tôi, tự dưng liên hệ tới tôi trong khi là tôi đâu phải gái thiệt đâu má, mà tự dưng là má liên hệ với tôi để làm cái gì, tôi không phải là gái thiệt, mặc dù là tôi rất là đẹp nhưng mà rất là tiếc á, em cũng khá là tiếc đó anh, là em không phải là gái thiệt cho nên anh không có làm gì được em hết trơn á, không có ăn giọng gì được đâu cha ơi, mệt cha quá hà, cha tỉnh mộng giùm con cái, cha thấy con đẹp quá là cha mê con đúng không, định tới là chinh phục tôi rồi này nọ đó nè. Rồi ha, làm sao mà có đủ cửa, làm sao mà anh có cửa mà để mà cua em được, trong khi trời ơi cái yêu cầu của em nó cao lắm anh ơi, cái yêu cầu của em rất là cao và anh bị lỗi từ chồng gửi xe rồi, anh làm sao mà đủ tiêu chuẩn để mà cua em mà tới tìm tới nhà rồi vậy trời, không có được, tại vì thứ nhất là anh là một cái người đã quá tuổi rồi ha, em là đặc biệt không có thích những người lớn tuổi, những người lớn tuổi giống như anh, thứ hai nữa là anh có vẻ như không có được đẹp đó, và đặc biệt em là một cái người rất là quan trọng cái hàm răng, với những cái người mà răng vàng là sẽ bị lỗi liền, em không có cần đẹp, chỉ cần răng đẹp là ok, cái mặt không có, cái mặt có thể không cần đẹp nhưng hàm răng phải đẹp cho em, phải trắng cho em, cho nên nếu như mà răng vàng thì mua kem đánh răng ủng hộ em nha, kem đánh răng Red siêu trắng nè 270.000, nếu mua thì liên hệ số Zalo 0938 386787 nha anh. Rồi tiếp tục á, cái người mà muốn cua em á, một cái người mà muốn để em chọn á, thì thứ nhất là lý lịch phải rõ ràng, lý lịch phải rõ ràng, và đặc biệt là không được phép có tiền án tiền sự, và đặc biệt rằng nếu như mà có tiền án tiền sự thì cũng không có cái tiền án tiền sự về cái tội mà hắc ấy đâu đó, thì tại vì em rất là sợ đó anh, ai biết được anh giống như kiểu anh ngựa quen đường cũ đó, rồi anh bị bệnh tái phát thì sao đúng không? Với em thì những cái tiền án đó thì thật sự mà nói nó rất là kỳ, thà anh ví dụ như anh có ra xã hội anh kiểu anh nóng lên đó rồi anh làm này làm kia thì cái đó có thể tha thứ được, giống như kiểu lúc đó mình nóng giận thôi, còn cái việc mà anh lựa chọn cái việc mà ấy hấp hấp đồ này nọ đó, trời ơi mấy cái người đó kỳ lắm anh ơi, mấy cái người đó không có được nha, cho nên là xóa rì anh nha, xóa rì anh nha anh, mặc dù em á trời ơi mặc dù anh thấy em đẹp vậy đó nhưng mà em không phải gái thiệt, em không phải gái thiệt nha, xóa rì anh nha, em xin lỗi anh nha nha anh.